since Jane, we be together. Lend a hand, it's getting better. I got your back, no matter the weather. You lift me up. Qua quá trình tìm hiểu của các cháu, hôm nay các cháu đã về báo cáo với hai gia đình, hai bên và được sự thống nhất của hai bên gia đình. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi xuống đây có cơ trầu và chút lễ mọn để trước tiên dâng lên gia tiên họ nhà gái, và cũng để muốn họ nhà gái coi như chấp thuận và đồng ý đón nhận lễ vật để hai bên gia đình chúng ta là coi như là cùng tác hợp cho các cháu được nên duyên vợ chồng. Bên gia đình chúng ta từ nay thì nó gần gũi hơn, trở thành thông gia của nhau và cũng là chỗ dựa để cho các cháu nó phát triển. Đến từng gia của họ nhà gái để tiến hành các cái thủ tục chuẩn bị cho đến cái hôn lễ cho các cháu. Thế như bên gia đình họ nhà trai có ý kiến là qua quá trình cháu Thành với cháu Yên đã có tìm hiểu nhau và đã có đi đến cái chính trị và đã có báo cáo kết quả với hai gia đình. Và hôm nay là cái sự kiện, hôm nay là cái sự kiện mà chúng ta là kết nối thông gia và đồng thời chắc nối cái duyên của các bạn. As we walk through